Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024. Chúng ta đang ở tại khu viện Từ Vân thuộc thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong cái dịp khóa tu cho tăng ni đồng hương Phật tử An Bàng Huế và Pháp Hòa được về đây 2 ngày hôm qua và ngày nay để cùng sinh hoạt với đại chúng. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Khỏe. Có nghĩ được không? Được. À, lên đây mình thấy một không gian rất là tươi mát đó, rất là mát mẻ, mà trời mà mát mát này nó cũng dễ ngủ, nhất là tới ăn no gió thiêu thiêu. Thưa đại chúng, hồi nãy Phó Hòa có chia sẻ với đại chúng về cái cách mình thực tập hơi thở. Quý vị, mình điều hòa cái hơi thở của mình. Và tại sao Đức Phật lấy hơi thở là cái đề mục để chúng ta ngồi thiền? Bởi vì cái hơi thở là cái quan trọng nhất cho con người. Bây giờ đại chúng nghĩ về cái gì mà gần với mình nhất? Hơi thở. Và cái gì quan trọng nhất đối với mình là hơi thở. Tại vì nếu được ngưng thở thì tất cả những sự việc mà chúng ta sắp xếp, chúng ta chuẩn bị, tất cả đều sẽ tan theo quay khói. Tất cả một sự nghiệp lớn lao nó không lớn lao bằng hơi thở của mình. Mặc dù hơi thở mình nó sao, nó rất nhỏ bé, nó chỉ có cái hít vào cái thở ra. Nhưng mà trên thế gian này, người giàu cũng phải thở, người nghèo cũng phải thở, xấu cũng phải thở, đẹp cũng phải thở, bất cứ ai trên cõi đời này đều cũng phải thở. Tại vì nếu không thở là cho nên người xưa mới có cái bài, người ta mới có cái bài thơ, quý vị nhớ không? Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa xa ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở nước ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Xa nữa như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Trong năm trăm mỗi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Phải không? Cho nên hơi thở rất là quan trọng. Bây giờ cái đề, cái quan, cái căn bản nhất, cái basic nhất, cái căn bản nhất của chúng ta là mỗi ngày chúng ta tập thở. Mình ngồi trên ghế cũng được, ngồi dưới đất cũng được, mà thậm chí giờ nào quý vị đi ngủ, quý vị muốn đi vào giấc ngủ thì nhẹ nhàng quý vị tập thở. Ví dụ mình nằm buông xuôi toàn thân, rồi mình để tay mình có thể xuôi xuống cũng được, hoặc mình để tay trên bụng mình cũng được. Rồi mình nhắm mắt lại, mình để cho hơi thở tự nhiên và ra, mình có thể quán cái bụng của mình còn xè. Khi mình thở ra thì bụng mình nó sao? Nó xè, nó xè cái còn xè, thở ra thì còn, thì mình sẽ còn xè. Rồi bắt đầu mình thở vào, cái mình nghĩ con mắt của mình thở vào cảm ơn đôi mắt, thở ra cảm ơn đôi mắt. Mắt của mình nó làm việc cho mình 24/7 mà chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì. Mà mình nhiều khi nó không có mất ai, tự nhiên mình thấy tay của mình nó có lé, nó không phải nghe lời nó lé ngay. Rồi cái con mắt của mình cũng vậy, rồi mình nhìn tới lá cỏ của mình, ghen của mình. Quý vị nhìn vô bên trong mình thấy toàn là từ cái lỗ tai cho đến phổi, gan, tim làm việc cho mình suốt. Từ khi mình có mặt trong bụng mẹ, nó bắt đầu đã làm việc cho mình, đúng không? Nếu mà nó cứ ở trong đó mình chết rồi. Khi mình tưởng tình mình đã có mặt trong bụng mẹ, mình tưởng mình thì bắt đầu tim, gan nó làm việc cho đến khi mình ra đời. Và mình đeo đuổi người này, mình khen tặng người kia, mình đủ cách đủ kiểu, nhưng như bao giờ mình có thời gian mình trả lời, mình tri ơn
tất cả những gì chúng tôi đại diện, mặc dù nó làm việc cho cuộc sống, nhất là tim của mình. Tim của mình nó làm việc, mình ngủ nó được ngủ, nó ngủ nó mình tiêu rồi, cho nên mình ngủ nó vẫn không ngủ, nó vẫn làm việc. Mà đôi khi mình còn, đó là mình nói là mình sống bình thường, nếu mình dở hơn nữa thì mình còn đem vào những độc tố để mình đánh phá lá gan, lá phổi. Ví dụ như lá phổi mình nó sống trong lành thì, nhưng hàng ngày mình lại đem bao nhiêu cái độc tố khi là khói thuốc, rồi gan của mình nó đang sống cho mình như vậy, thì mình đem vào những cái chất cây nồng để mình hại lá gan của mình. Nhưng mà nếu một ngày nào đó nó chịu thoát nổi rồi thì nó sẽ biến tình và bắt đầu nó buông xuôi. Nó buông xuôi thì gan bắt đầu gan mình hư, phổi mình hư, thì chừng đó mình buông tay mình điều chỉnh. Tại vì gan cái thận nó hư là đôi khi cơ thể mình cái nguồn máy sống nó đã mất đi. Cho nên mình tu tập là để mình có một cái chánh niệm để đi dạy. Mặc dù cái gì chánh niệm là gì, là một cái ý thức sâu sắc về cái cách sống của mình. Vì cái sống của mình sống như thế nào, trước hết là mình có tổn hại cho mình không? Mình có tổn hại cho mình không? Trong cái đó hàng ngày mình sống tổn hại cho mình, nội tâm, nội tạng của mình bằng những độc tố. Rồi mình tổn hại nội tâm của mình cũng bằng những độc tố, bằng những câu chuyện thị phi, bằng những vấn đề khổ đau trong cuộc sống chúng ta tiếp xúc. Chúng ta làm cho nội tâm mình bị tổn thương, mình làm cho nội tạng của mình bị hư heo vì cái cách sống. Đó là mới nói cho mình rồi. Đó là rồi sau khi đó rồi mình bắt đầu sống, mình bắt đầu làm khổ người khác. Rốt cuộc mình thấy cuộc đời là khổ, mà thật sự nó khổ là tại vì chính mình đi gieo rắc và tạo tác những cái khổ. Chứ cuộc đời nó muốn ngắn khổ lắm nếu chúng ta biết cách sống. Mặc dù ví dụ nè, đường đi trên này này có đồi, có dốc, có này có kia, nhưng mà người biết đi thì đi đâu, ta lựa đường nào có trơn trượt ta đi. Mặc dù là nó sẵn những con đường trơn trượt, nhưng tự mình phải ý thức biết được đường nào trơn trượt thì né. Cuộc sống cũng thế, nên đời là khổ. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn đi với cái khổ đó một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như mình đang ớt là cay, nhưng mà mình biết nó cay thì mình phải cắn làm sao, cắn cái ớt làm sao mà nó vừa cái khẩu vị cay của mình, nó không có làm, nó không có làm mình bị quá cay đến nỗi mất vị, thậm chí đâu có ai cầm chớ ăn không, luồn miếng cơm vô miệng thì mới cắn miếng thịt để chi để nó hòa quyện với thức ăn, không làm quá cay. Nghĩa là mình ăn ớt là mình thích cay, nhưng phải biết cách cắn ớt để ăn cay làm sao mà nó ngon, chứ nó không có bị nóng quá, cay quá, nó làm mình mất vị. Vậy thì cái chánh niệm mà Đức Phật dạy cho chúng ta, Đức Phật được gọi là Phật, nghĩa là con người sống chánh niệm trọn vẹn. Còn mình thì cũng niệm nhưng mà niệm không chắc. Mình ngồi đây thì niệm khác, và mình đang ăn thì mình lo việc khác, đang lái xe lo việc khác, mà mình lúc nào cũng sống theo đuổi. Ví dụ thế, tôi trông cho tới ngày mai, nhưng mà ngày mai tới rồi tầm hôm nay mình nó lại ngày tôi trông ngày mai, thì rốt cuộc mình chỉ sống với ngày mai mà thực sự ngày mai có. Ngày mai là cái tên gọi thôi, còn cái mà thật khó là ngày nay. Ví dụ ngày hôm qua là thứ năm, à thứ tư, mình nói ngày mai là thứ năm. Đó, bây giờ thứ năm mình có mặt rồi nè, mà mình đâu có ngày mai, mình thì gọi là hôm nay. Như vậy ngày mai chỉ là cái tên gọi thôi, ngày mai chỉ là tên gọi, còn cái thân mình đang sống là mình sống với ngày nay. Cho nên ngày hôm qua mà nếu ai sống trọn với ngày nay thì bữa nay thứ năm nó tới, mình tầm ngày nay rồi đó, thì mình biết cách sống với ngày nay.
Cho nên có một vị thiền sư đang ở chùa tu, có người tới hỏi ngài: bạch hòa thượng, hòa thượng ở đây bao lâu? Hòa thượng trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuống phun nước ai hay làm gì? Chuyện quá khứ đã xong, chuyện tương lai thì chưa tới, và cái gì đang trước mặt mình hiện tại mà chúng ta thì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, mà hiện tại thì sống mình lơ, sống biết mình đang sống, ăn biết mình ăn, nói biết mình đang nói gì. Cho nên rốt cuộc rồi mình là một người sống sai chết mòn, giống như ngài Trần Thái Tông nói mình là túy sinh mộng tận, sống như người sai, chết như người mòn. Vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu tập để mình có cái biết được cái cách trở về nhận diện cái hiện tại, nhận diện những gì đang xảy ra, có mặt trong giây phút này, để chúng ta sống trọn vẹn. Có nhiều khi mình có 24 giờ, nhưng mình đã không để 24 giờ này nó thật sự có ý nghĩa, mà chúng ta đã sống thờ ơ, quên lãng ngày một hết mà chưa được gì. Cho nên ngày Trần Thái Tông cũng có bài thơ: lưỡi hướng vị ngon, tai hướng tiếng. Lưỡi mình thì hướng vào cái vị ngon, lỗ tai mình thì hướng vào cảm thông. Lưỡi hướng vị ngon, tai hướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mắt thì chạy theo sắc tướng, mũi thì chạy theo mùi vị. Đốt cuộc là mắt, tai, mũi, miệng gì mình chạy bất hết hết rồi. Mình sống đây mà mắt tai mình nó đi rau hết. Lưỡi hướng vị ngon, tai hướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên lên làm khắp phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết, quê đã xa. Quê mình là quê gì? Là cái chỗ bình an của mình. Mỗi ngày mình càng lao tới cái chỗ khó khăn. Tại vì sao? Tại phóng lao mình phải tính lắm. Hồi xưa ta lấy cái cây lao là phóng cái, thì ta muốn biết con cây lao nó chạy tới đâu thì mình phải chạy theo, để mình nhắm con cây lao nó rớt chỗ nào. Thì cái câu là nó phóng lao thì phải theo con tóc, nghĩa là mình phóng nó ra cái thì mình phải luôn theo. Cũng giống như là người ta săn bắn vậy đó, thì ta lấy cái cung là bắn con thỏ rồi cái, thì người ta phải chạy đi tìm coi cái mũi tên người ta nó rớt chỗ nào. Tại mình cứ chạy như thế mà hết một ngày. Bây giờ mình nhìn lại, mình hết mấy mươi năm rồi, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất lại thành phẩm chất quá hư không. Mình nhìn lại mình thấy được mất lại thật. Suốt mấy mươi năm nay có những lúc thì có rất nhiều điều trong ta xoay qua xoay lại tiền ở trên, cái đó là gì đấy? Tiền là bạc, tiền là bạc đó. Xe thì cổ, máy thì bóc, tàu thì bè, cái nào là cũng có khác của nó. Cho nên chánh niệm là một sự trở về sống sâu sắc với những gì chúng ta đang có. Trước hết là chúng ta phải nhận diện mình đã có cái gì, mình đã có được một cuộc sống, mà nhất là cái cơ thể của chúng ta. Có một vị bà la môn đó đến gặp Đức Phật, thì ông hỏi Đức Phật là cái phép căn bản nhất để mà có được sự bình an là gì. Thì Đức Phật nhìn ông, Đức Phật buông, thì tại lúc đó đến gặp Phật mà ông có cầm một số vật dụng trên tay, ví dụ như là cái giỏ, cái gậy hay cái nón gì đó, thì Đức Phật nó buông cái thả cái giỏ xuống, thì Phật buông cái ông lấy cái nón để xuống. Phật bị buông nữa, trong đây cái băng kim nát của họ buông riết, trong đó còn gì buông hết nữa. Phật nó buông cho nó giả sóc gì để buông. Phật nó nói tôi đâu có nói buông cái đó. Cái mà tôi nói cho buông là buông cái gì? Buông cái sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, trí. Sáu trần là sáu cái đối tượng của nó, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi sáu cái thức đó là sáu cái phân biệt của nó.
ví dụ như con mắt mình là cái này là cái đối tượng của con mắt, cho nên con mắt mình nhìn cái lon này thì mình nhìn nó tại vì nó có sắc, nó có tướng, thì con mắt mình có cái con gan, cái gan mà mình thấy mình cứ nhìn. Nhưng mà cái gì thì mình nói là cái này là cái gì, cái thức, cái nhận thức và phân biệt. Cho nên mình nhìn cái này là cái lấy cái mắt nhìn cái này, cái thức mình nó phân biệt liền, nó lấy cái này là hoa hậu đơn đó, chứ còn nó nhìn chung là hoa thôi. Nhưng mà cái chữ mẫu đơn đó, đấy, mẫu đơn này màu lạc hơn mẫu đơn kia, mẫu đơn này nhỏ hơn mẫu đơn kia, và mẫu đơn này đẹp hơn là hoa hồng, tự nhiên cái ố này hồng dại, vân vân. Chỉ cái gì mà để cho mình nói được từng món cái nhận thức, nhưng mà bản chất thì của con mắt thì nhìn nó là cái sắc. Nhưng mà chính khi chúng ta đọc được từng tơ, đây là chuông, kia là mỏ, này là cái gì là cái thức. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta lấy con mắt nhìn cảnh phân biệt, lấy lỗ tai nghe tiếng phân biệt. Ví dụ như mình đang ngồi đây ở dưới kia ai mở nhạc, chứ mình để mình nghe sao đến trí linh vậy sợ mình nghe là mình hơi lóng lóng gì mà cái nghe kỹ cái hình như phải này chế gì. Ví dụ vậy, cho nên nghe tiếng âm thanh phân biệt mắt tai mũi, ngồi đây mà nếu như biết là nói gì mà lên hình như chưa nay dưới cho mình đang cần đi, mặc dù mình chưa đang với mọi người ngồi nhận thức. Và như vậy thì sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì hôm nay đại chúng vào trong này, mình có đem sáu căn của mình theo không? Sao không? Rồi mà mới được nghe cái gì trả lời đó. Như vậy là mình mua đây một cái đêm sáu căn theo không? Đó. Đem mắt sai một cái nhìn theo. Và cái người nói học mình đã là nhanh nhất. Như vậy là rõ ràng mình có mang căn nhĩ căn theo. Mình có mang nhĩ căn, mình có nhĩ căn với mình, cho nên cái tiếng vừa phát lên là mình trả lời mình nhận thức được. Chỉ cái gì mà nhận thức là không mới có nhận thức câu hỏi. Đó là một câu hỏi, cho nên mình trả lời cái câu hỏi là không và không. Như vậy sáu căn mình đi tu mình dẫn đem theo. Nhưng mà bây giờ ấy, mình đem theo để mình nhìn vào cái đối tượng thường ngày mình phải nhìn nữa. Mà bây giờ mình nhìn Phật, nhìn cái cảnh thánh thiện, nghe cái tiếng thánh thiện, ngửi cái mùi chai lạ, nếm cái vị chai lạ, nhận thức cái sự chai lạ. Như vậy thì mình chỉ đổi cái đối tượng thôi, chứ đâu đó cũng đâu có phải là mình tu mà mình bịt hết đâu. Cho nên có cái bộ tượng á, có bộ tượng ba con khỉ á, nó bịt khỉ, bịt mắt, bịt tai, còn con nó ngồi tắt như này. Ở là cái gì vậy? Vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn nói, nhưng mà trong cái chánh niệm. Hay là cái con nó cũng biểu tượng cái gì? Nói, nghe, thấy bằng tất cả cái sự ý thức. Cho nên bây giờ mình vô đây mình nhận thấy, nhưng mình đâu còn thấy những cái tướng gì ở ngoài nền mình thường thấy nữa, những cái ngày thường mình sống ngoài nữa. Vậy thì vô đây buông thôi, mình vẫn buông hoặc buông cái là cho mình bị ô để đổi qua thành một cái sự thanh tịnh. Như vậy tu tập là một sự hoán chuyển, mình gọi là chữ tu. Tu là sửa đổi, tu là sửa đổi. Thì trước kia mình giờ nói mà mình nói không có chánh niệm, cho nên nói người ta buồn. Bây giờ mình vẫn nói nhưng mà nói cho người ta vui, nói cho người ta. Ở nhà nếu mà giờ này nè là mình không đi làm, nếu mình đợi chỗ làm đi đưa quyền mở lên là bắt đầu mở phát được nghe, đó là nói tu nghe. Còn nếu không có là mở nhạc nghe, còn không thì giờ này ngủ như vậy.
mình vẫn còn đang ngủ, và thậm chí mình sống một cuộc sống rất an nhàn theo cái cách sống của người hàng ngày thế gian. Còn hôm nay vào tối qua đến giờ đi ngủ không cần biết, nhưng sáng nay 5 giờ đã chuông đã báo đầy chùa hết rồi. Chẳng những cái chuông ngay cái cây nó tỉnh lên xong rồi con ông cặp chuông lắc đầy phòng. Cho nên là không muốn thức cũng phải thức. Rồi xong giờ 1, 5 giờ rưỡi lắc lên tới 2, vì nãy mình đứng tới điện. Hồi nãy mình thức rồi, rửa mặt xong rồi, giờ ngồi gặp lên gặp xuống chờ tới giờ lên đây ngồi thì cũng được. Như vậy thì mình đi vào cái sự tu tập là để mình điều phục sáu căn nhà. Rồi sáng sớm bắt dậy mở mắt tụng kinh, nghe kinh ngồi thiền, chuyển động đó, chuyển động đó. Như vậy thì chúng ta là cái người ý thức, mình biết mình đang có những cái gì và xưa nay mình sử dụng cái gì, bây giờ mình tu tập là mình thay đổi cái cách phân chứng với nhau. Thì cái nhiều vị đó thôi quy đi mà chắc là khó khăn lắm, không chừng đấy ăn chay bao nhiêu ngày, đi chùa bao nhiêu ngày, một tuần một lần rất lắm, cái đó là tùy mình phát triển. Nhưng mà cái chính là kể từ khi mình quy đi, mình đã biết cách chuyển đổi cái cách sống của mình, chuyển đổi cách sống của mình. Cho nên mình đoán thì chưa được, nhưng bắt đầu có cái phần hộ trì, có cái phần chế ngự. Đức Phật có dạy con người của chúng ta có 4 việc: một là mình gánh, 2 là mình mang gánh, 3 là mình nhân duyên của cái gánh, 4 là mình buông cái gánh. Từ thường gánh đó, nhà Phật biểu tượng cho một cái sự chấp trước, một cái sự chính mắc. Cho nên trong cái đoạn Tây Du Ký, trong Tây Du Ký ngài Huyền Trang là sư phụ Tôn Ngộ Không, Trương Bát Giới và Sa Phạt, và trong cái đoàn đi 4 người đó, ai là người luôn luôn tránh mọi hướng đi phía sau? Sa Phạt. Và Sa Phạt trong 4 người ai là người ít nói nhất? Sa Phạt. Người nói nhiều nhất là Ngộ Không và Trương Bát Giới. Tại vì sao không? Trương Bát Giới là tượng trưng cho tham, tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, mà Ô Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Có phải là vì nó bản năng mà cái trí nó luôn luôn đó nó sạch, nó không thích, nó nói chuyện với nhau. Ví dụ nha, ví dụ như là mình trong lòng cũng có tham, nhưng mà cái lý trí mình không biết làm vậy có đơn không, cái thì cái tâm tham nó không sao đâu, chắc được rồi, chút chút nó sao rồi. Rồi cái đó nó gì, mình phải khắc của ai đó thì mình thấy không được, thì cái bản năng tham nó không sao, nhiều khi mình lấy mình tốt nhất tốt mà. Hiểu ý không? Nó là thường thường trong đầu là mình vậy, chứ nó trong đầu nhiều thì bản năng và lý trí. Cho nên trong cái đoàn cái thần kinh vừa tham và cái trí nó luôn luôn nó không thích, nó luôn luôn nó tìm điều kiện. Nhưng mà cái người mà thích nói và luôn luôn gắn trong đoàn, nó là sao? Và con người đó là tượng trưng cho cái chất trước ôm ấp, thường thường người mà ôm ấp dính mắt ở ít nói. Thường thường mà họ, thí dụ trong một gia đình, những người mà họ chịu, họ sống nội tâm, họ chịu đựng mọi thứ trong gia đình, thường người đó hầu như cái gì họ cũng luôn để cho mình. Cho nên Satan là tự tin cho một cái tâm thức của sự kiếm mắt. Và chính vì vậy cho nên mới gắn, cái gắn đó là biểu tượng của một cái sự ôm ấp, gắn chịu trong suốt cuộc sống. Và cái người thầy như là ngài Huyền Trang là biểu tượng của con người bình thường như vậy.
Trong một khuôn người bình thường này, chúng ta có ba thứ: tham, sân, si. Tham là bắt giới, sân là ngộ, là ngộ không, và si là ngộ tận, là sân. Và chính ba cái bản chất đó nó có sẵn trong mỗi con người bình thường. Người tu cũng có, người không tu cũng có. Nói chung là chúng ta có mặt như một con người thì chúng ta vẫn có tham sân si. Nhưng mà mình cao hơn là cái hướng tham sân si về cái chỗ thiện. Cho nên là mình tìm chùa, tìm đến đó thôi. Như là thầy trò Huyền Trang tìm Tây Phương để đi thành kinh. Tại sao đi khác mà đi đi làm một việc đi ra đây giúp thành kinh? Vậy thì quý vị lấy một tuần lễ nghỉ, đi làm mình lấy một tuần lễ nghỉ để đi tìm về cái đạo tràng mà tôi như vậy. Quý vị không phải là một học giả đi tỉnh kinh sao? Rồi có vài Phật tử trong suốt hai ngày nay là xin nghỉ lễ này. Có nhiều khi xin hết được thì kho đến đang đi gì, đang xích gì để về đây buổi sáng để dự pháp hỏi này. Như vậy là mình trong con người mình nó có tham sân si, nhưng mà tham sân si này bắt đầu biết chuyển hướng, cho nên đi tìm tới cái chỗ cao đẹp để làm thân. Nhưng mà cái đoạn đường để tới Tây Phương là một quá trình thực tập không đơn giản đó. Bây giờ quý vị nhìn cái từ lúc mình đặt mình có mặt trên cuộc đời này tới bây giờ, mình chọn một cái gì mình sống, có phải là một quá trình đi ra chọn một cái máy gia đình mình lấy mình lập gia đình cũng phải một quá trình, chứ đâu phải lấy người đó mình hạnh phúc liền. Có lúc mình cũng chết bên giường một chút cũng có hạnh phúc được, chứ mình mà thương lên mình gây gỗ nữa thì là mất luôn. Cho nên tôi lúc mình nhìn chút để có một cái niềm vui cho ngày hôm đó, nhiều lúc phải nhiều chút để ngày hôm đó yên nhà yên cửa. Chứ ai mà không tham nó, nhưng mà mình nói nhiều lúc mình cảm thấy mình mệt, mình đến lúc thì tỉnh yên. Có nhiều khi mình cũng mệt lắm chứ, nhưng mà mình phải ráng chút đi, tại vì đây là bổn phận của mình chấp nhận làm cái bổn phận này không thì phải làm. Như vậy mình cũng có một cái gánh đó, và có mình có cái gánh. Vậy thì chúng ta đều là những người đang gánh, chứ không có gánh nào đang gánh. Gánh nặng, gánh nhẹ, ít gánh nhiều đều có cái gánh. Và cái gánh đầu tiên của chúng ta có cái gì? Đó là cái gánh của cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức. Rồi đây chúng ta có sắc thân, rồi nếu mà cái sắc thân này nó khỏe đó, thì mình cũng gánh nó, mình nó nhẹ hơn chút. Và bữa nào mà cái gánh này bắt đầu xuống chấp rồi thì bắt đầu mình gánh nặng chút, chứ đâu ai không gánh đâu. Hầu khỏe đó, hầu vòng mình còn khỏe cũng cái gánh đó, mình gánh đi nhẹ nhàng lắm. Tự nhiên giờ bắt đầu lớn tuổi chút rồi cái gánh này nó hơi nặng nè. Bây giờ đi lên hồi xưa là đi cầu thang được khỏi cần nhìn ai xuống còn khỏi trái. Bây giờ mỗi lần lên cầu thang cái kiếm chỗ cầm nắm từ lên đó, giờ gánh lên hơi nặng hơn rồi gánh xuống cũng phải đỡ chứ không thôi nó tuột nhau. Như vậy thì chúng ta đều có cái gánh, mà trước hết là cái gánh sắc thân của mình, chưa nói cái gánh mắt thọ tưởng hành. Thọ là gì? Cả thọ. Bây giờ này chúng ngồi trong phòng này, quý vị có cảm thấy dễ chịu không? Không lạnh, không lạnh, đang rất là dễ chịu. Đây là cảm thọ. Cảm thọ này gọi là cảm thọ trung dung, không nóng không lạnh. Nếu mà mình cảm thọ khác đi á, gọi là cảm thọ nóng, hoặc là cảm thọ lạnh, hay là chúng ta đang cảm thọ vui, chúng ta cảm thọ khổ, và cảm thọ tinh thần. Ví dụ như có những vị hiện tại
tại bây giờ không có buồn phiền, không có vui buồn, mỗi gì trong tâm rất là bình thường. Đây là cảm thọ thức tỉnh. Nhưng mà ngày mai một lát nữa mình đi ra, mình xây lại, mình thấy cái áo lợn của mình bán cho nó thì ai lấy nhầm rồi đó, là bắt đầu mặt mình tái xanh lên. Không phải là tiếng cái áo không, mà trong ta trong cái áo có cái bóp của mình, có cái bàn lái xe của mình, hay là có cái thẻ của mình. Vui lắm ngày qua có một cô, cô gặp ông nói, thầy, thầy đỡ nó biết con, hỏi chuyện gì? Thì con có quan hướng sinh con gặp thầy á, thầy kêu con vô, con vô, không thầy ra mất đi á. Thầy ơi, con sự thật hôm qua con mất đi vậy. Con đi về chứ không có thầy. Hôm qua đi về, đi một vòng chuyện, con bỏ có thầy là đúng. Thì giới Phật dạy nè, chúng ta đầu tiên ai thì sẽ có một cái gánh. Và cái gánh đầu tiên chúng ta có chính là cái thân này, sắc, thọ, tưởng, hành. Đó là Thư nói trong cuộc sống của mình, mình lấy cái gánh này, mình tạo ra cái gánh mới, là một ông chồng, một bà mẹ. Xong em thấy buồn buồn quá, em thấy cái nhỏ thật quyền đó. Có phải không? Tự của mình có cái gánh mình là một cái thân mình rồi, nhiều khi ló này chưa xong, còn lấy mắt nó nhìn ra thì cái gánh thứ hai bắt đầu gầy dựng thêm một cái. Sau gánh này rồi cái bắt đầu có gia đình mình mới nhìn ra con mình giờ đâu quá hai gia đình là không đủ, thì chắc mình phải đầu tư gì nghe ra cho mình làm thêm một cơ sở làm ăn, thêm một trang gánh. Có phải không? Vậy thì trong cuộc sống mình á, tự mình sống ra đã có một gánh, đó là cái tâm ngũ uẩn của chúng ta đây, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giống như thầy trụ trì ở đây rồi, hồi đó thầy còn đi học, lúc đó mà đi giảng rồi, lâu lâu hỗ trợ cho thầy đi học, rồi sau này học xong, ông bà góp ý, nói thôi thầy định mạnh lên. Thầy có cái sở học, thầy có bằng cấp thì có sở học, còn như món quà đây là dốt toàn tập, từ tập 1 tới tập 4 dốt học quy học, cho nên đành mang cái kiếp dốt. Nhưng thầy có cơ bản thôi, thầy đừng có lập chuồng chứ, bây giờ thầy chỉ cái thấp thầy học được, thầy đi dạng, thầy đi các đạo tràng, thầy chỗ nào tổ chức có tu thầy giảng. Nhưng mà cuối cùng thì thầy không có làm cái phương án đó, mà thầy bắt đầu gây cái gánh này, bắt đầu thầy mua cơ sở này, rồi bắt đầu thầy dấn thân vào cái cơ sở này. Mà khi có cái gánh này rồi thì cái chuyện kia nó phải hạn chế. Bây giờ một mình một bóng mà làm sao mà công dân mình sắp nhỏ cái dạng tương, quý vị hiểu ý mà nói. Cho nên mình ai cũng sẽ có một cái gánh của mình, nhưng mà rồi nếu chúng ta tùy theo mỗi gánh nặng nhẹ, như Đức Phật chỉ cho mình thấy, Đức Phật chỉ cho mình thấy là đầu tiên mình sinh ra có mặt trong cuộc đời này là mình có cái gánh trước mắt của mình trong cơ thể, đó là cái thân tập cái gánh sắc thọ tưởng hành thức, gọi là ngũ uẩn. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta đi gây dựng thêm những cái gánh khác. Rồi mình có một cái gánh thứ hai, chính là cái gánh, là cái mang gánh này nè. Ngoài cái xác thân này sinh ra rồi có ngũ uẩn xác thân rồi, nhưng bây giờ bắt đầu phải đặt làm một cái giấy khai sinh, đặt cho nó cái tên, phải không? Bắt đầu có tên rồi, bắt đầu từ khi nó có tên bắt đầu có tuổi. Năm thứ nhất ăn thôi đâu, năm thứ hai ăn sinh nhật, ăn mấy của cái sinh nhật luôn. Tên thì cũng có, tuổi thì cũng có, gọi là tên tuổi. Cho nên đâu cần đợi làm ca sĩ cũng có tên tuổi đâu, vừa sinh ra là đã có tên có tuổi, ngày sinh tháng đẻ. Rồi chúng ta có tên họ, đó là tôi nói gia đình, rồi ăn uống theo khẩu vị nào, theo con ngoan văn hóa tập tục mình, mình bắt đầu có cái gánh thứ hai. Đó gánh thứ hai đó mình xây là mình có tên, có giấy khai sinh và có bắt đầu sống bằng cái cách
đến tuổi rồi bắt đầu tạo được cái gánh của một cái gia đình đi. Cái gánh đó họ gọi là gánh và mang gánh. Mình sinh ra mình có gánh thôi. Bắt đầu mình mang hàng đấy. Anh mang họ của ai? Bây giờ con mang họ mẹ, con mang họ cha, con mang tên đó, con mang tuổi đó, con mang cái văn hóa đó. Tức là lúc nào mình cũng có một cái mang gánh xong rồi mang. Người ta lâu lâu mỏi quá đó, thả cái gánh xuống. Nhưng mà phải biết cách thả nha. Thả không biết cách lát, phải dùng sức nâng gánh lên cực. Ở Việt Nam mình đã thả cắm cái gánh xong, chắc là thả cái gánh xuống đúng không? Tới họ muốn nâng nó lên trở lại thì phải cúi người xuống. Cúi người xuống đi, đưa cái gánh này lên rồi, dùng sức. Có mà đi qua những cái nước khác, người ta có cái cách thả gánh này không? Người ta gánh sao? Trên cái đầu gánh, trên cái đòn gánh, người ta bột ở trên lại để cho cái gánh, cái đòn, cái cây nó được bột xuống. Rồi trong khi mình đi á, trong khi đi là người ta có cầm thành một cái cây để người ta làm cái chân thứ ba, người ta đi nữa mà. Khi nào người ta mệt á, người ta dừng lại, người ta để cái gánh nó xuống thì cái cây nè, người ta đưa nó vô giữa để nó chống cái cây nghe, cái cây gánh. Để một lát người ta chỉ cần đứng đó, đứng yên đó, đi cái bài vô nó gánh lên. Con cần phải dùng sức từ xưa và nhỏ có bạn thấy rồi nó cầm hôn xuống trở lại rồi để nâng cái gánh mình. Già rồi không khác. Người ta nói đấy, mình phải dùng sức trước cho mình mệt lắm. Khi mà mình không còn sức nữa phải dùng gì? Dùng cái trí để phối hợp với cái sức. Tại vì mình dùng sức không là mình sẽ kiệt sức. Giống như mình cái bàn nó nặng quá, mình không có lấy sức mình lo thì sao lo nổi. Mình không có thì mình lấy mình đẩy, lấy người mình nhích xuống chỗ này, nhích chỗ kia, nhích từ từ xuống cái dưới chứ mình lo lo. Nhưng mà nhích nó từ từ thì nó nhẹ. Tại nữa ra cái Đức Phật nói là mình có cái gánh. Và bắt đầu mình mang gánh tức là tên, họ, ngày, sống, văn hóa, ăn uống, cuộc sống của mình. Mà thưa đại chúng là mình có bắt đầu cái tên hồi lúc mình mới sanh ra đó. Đâu có ai kêu mình tên gì, kêu mình bé, con nhỏ gì đó. Lớn lên bắt đầu dính cái tên đó. Lúc nhỏ ai kêu tên mình chưa quen. Rồi người nhà bắt đầu đặt cho mình cái tên, rồi mỗi ngày gọi mình cái tên đó. Gọi dưới các đầu mình đi theo cái tên mình lớn lên dần dần lớn lên dần mình dính vào cái tên đó. Ai mà gọi mình trật là không chút là tự liền. Vì vậy mình biết cái tên nó là giả, biết không? Mình hãy biết là giả đúng không? Nhưng mà nếu mà ai nói cái gì mà có tên mình khác đó, là mình chạm liền. Thậm chí là nó nói gì đó cái mình đi nghe, mình nghe nó ê, nói gì đó tôi liền. Là mặc dù là hỏng chính thức thì mình nghe nó. Hoặc là mình nghe người ta nói gì mình nói, mình nghe nó có nói gì mình trong. Như vậy thì mình bắt đầu chứng vào những cái gì mà chúng ta thật ra cái ngày sinh của mình nó là chúc mừng sinh nhật. Nói cho đúng ra là sinh chia buồn sinh nhật. Thêm tổ đau buồn cũng đúng vậy. À thôi, mỗi cái gì mình thấy hát cái bài á, gì mà mỗi năm mẹ tôi già thêm một tuổi, nghĩa là mỗi một năm tới mẹ mình già thêm một tuổi, là cái ngày mà mình xa mẹ nó lại gần mình hơn. Đó là chân lý, đó là chân lý. Thật ra mình nói là giống như mà mình biết rằng á, cho nên ở trong cái người xưa, cái ngày sinh nhật, cái người xưa không gọi là sinh nhật, người ta gọi là sinh thần. Còn nếu mà cái từ mà tốt hơn và gọi ý hơn nữa là mẫu mang nhật. Mẫu là gì? Mẫu là mẹ. Nam là khó, nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó với mình nhất, chịu đau đớn với mình nhất chính là ngày sinh của mình. Cho nên người xưa có một cái từ khác để gọi ngày sinh nhật là mẫu nam nhật.
Và nếu mà chúng ta là cái người sống mà cứ đi theo cái chiều đó, cứ sinh nhật là mình phải bắt mọi người phải chúc mừng mình, tặng quà cho mình, nhưng mình chỉ một món quà cho mọi người, đó là mình chỉ món quà cho mẹ. Có phải mình sống với cái chủ trương thậm chí mình cũng expect mẹ mình tặng quà cho con, tặng cái là sinh nhật của con. Nhưng mà nếu ngày này của 10 năm trước, 50 năm trước, mẹ mình không mang cái nặng để đó, làm gì có mình ngày hôm nay để ở đó còn mình sinh nhật. Như vậy chân lý của mình là nếu ngày đó mình sống được cái chân lý đó thì mình kiếm một món quà tặng cho mẹ. Còn nếu không phải là một món quà thì ít nhất cũng là một lời cảm ơn mẹ, đúng không? Thì Đức Phật dạy mình nhận cho cái gánh, mình nhận cho cái gánh để mình biết đây là cái gánh để chúng ta từng vươn trôi và sống dở sống dính mắt, sống chấp trước trong cái gánh mà chúng ta biết có những lúc muốn gánh tùy thuận cái gánh mà không khổ đau về cái gánh. Vì khi tôi sinh ra mang được nghe tiếng con nhà nghèo qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên con nghèo, ba mẹ mình đặt cái tên đó, lớn lên rồi mình cũng đổi tên, nhưng mà cuối cùng cũng chết sợ đặt sẵn đúng tên. Ví dụ như mình tên Hồng qua Mỹ cái tên Rose, nhưng mà Rose là tên đã chết. Nhưng mà lúc chết thì cũng vẫn sợ là ông Rô biết mình biết không? Nên là thầy nhớ đọc con tên Hồng Rose. Đó là mình vẫn khác và vẫn sợ. Nên Đức Phật á, thường thường á, Phật không có biểu mình bỏ cái gì. Nhưng chuyện bỏ đây nghĩa là gì? Bỏ đây không phải là một cái sự. Chuyện buông á, trong chuyện bỏ đó có nghĩa là mình buông cho, mình thả trôi, hay là mình sống tiếp tục. Mà chữ buông là mình biết nhận diện, không khuyến khắc, và đồng thời có những cái gánh nào không cần thiết đừng tạo. Cái quan trọng là mình đã mang được cái gánh cũ, đừng tạo thêm cái gánh mới nếu không cần. Ví dụ như giờ mình có nào mình chưa trả hết thì thôi nói nghe, đừng gây cái nào. Thì cái này mình có chủ quyền, mình có chủ quyền. Còn như cái thân mình này, mình mang thân vào một gánh mình, nghe nợ không? Sợ chạy nợ. Thí dụ mình mang cái thân này là một gánh này, bây giờ sao mình có gánh thứ hai của cái thân này? Chắc chắn một ngày nào đó mình phải già, đó là chuyện đương nhiên, mình phải gánh. Nhưng đừng tạo thêm cái gánh thứ hai là gì? Cố gắng sống chánh niệm để đừng làm cho cái bệnh của mình ở tới sớm. Đừng có tạo thêm cái gánh nặng. Như để mà ví dụ như mình có lá phổi, lá gan, không biết tương lai, tim gan rồi mỗi mình gánh nặng, bắt buộc phải đi tới gánh nặng. Nhưng nếu mình không chánh niệm, mình đem vào những độc tố, gan mình sẽ được sống hơn, thận mình được sống hơn, tim mình được sống hơn, là tức là mình tạo thêm gan. Quý vị hiểu mình không? Tức là mình đã có, giống như mình ăn, bắt buộc con người phải ăn. Nhưng nếu mình ăn không chánh niệm thì cái món ăn này sẽ là bệnh. Còn tôi với lại chúng, cuộc sống con người sống thế nào đủ là phải già. Mình sống chung là thế nào cũng phải dạng ra. Dù hồi đó mình nói mình thề mốt với nhau giữ mất luôn, mình hứa là mình sẽ làm hạnh phúc cho nhau luôn, mình hứa đủ cách hết. Nhưng mà đó hồi sống chung rồi mình thấy chuyện nào dễ nói, không lẽ gì mà khác bài lòng. Không lẽ gì từ sáng tới đó có kinh gì tụng vài bài kinh lòng. Do đó mình sống với nhau luôn, cố gắng đừng tạo thêm những rối rắm. Ví dụ mình biết ông chồng mình nóng lắm, bây giờ mình gắn chồng thôi,
chỉ có 500 nóng đi. Vậy thì mình phải ráng làm sao khi ông vừa nắm tết, mình có tác thêm những cái lời nói, những hành động để mình tăng trưởng cái nóng của ổng lên, để nó thiêu đốt cái hạnh phúc, và thậm chí tạo ra một cái lời nói khó nghe. Mình biết cũng nóng tập không có đủ cái sức bình tĩnh để ổng, thì mình định tạo thêm cái nói. Mình tu tập là để mình có chánh niệm nhận diện cuộc sống mình đang gắn những cái gì. Có khi mình đã gắn một người con, bản thân mình cũng có đủ quẩn này, rồi sau bây giờ có gia đình là một gánh này, có hai đứa con là hai gánh này, rồi giờ thêm một đứa con tâm tình nó nóng này, hay là khi nó nóng này nó nói những lời khó nghe, mình tự nhận cái đó và mình đừng tạo ra những cái mới giữa nó. Hãy nó vừa phân lửa lên mình lùi bước. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý là gì? Chân lý của mình đang là gì? Nhận một lời nhận, một lần nhận, sóng yên gió lặng, lùi một bước viễn vọng trời cao. Đó là công thức hóa giải hận thù. Còn mình nói ta là mẹ mày, thì mình sẽ la lại lên mình nói, thì nó nói nó muốn khe. Mình vừa đáp nó không có nói sao, mình vừa ba chung thì nó là mấy mỏ. Cho nên nó là cái cách của mình đó. Rồi cái thiệt quan cho mình nhận, tôi là vợ của ông, nhưng mà tôi là chồng của bà. Thì nhưng mà ông có biết ông xứ này đấy đi hết, ông có biết là tôi là người Việt Nam. Tự mình phải biết. Đức Phật dạy mình có cái gánh đầu tiên là ngũ uẩn, rồi bắt đầu mang gánh, rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Cái cách mình đối với cái gánh của mình. Nãy giờ con đã nói là cái thứ ba là cái nhân duyên của mình. Hồi nào thấy dễ quá, mà tới hồi vô mình mới biết hàng quảng cáo. Quý vị thấy hàng quảng cáo từ TV đâu nghe sợ khóc hay buồn nghe ăn ngon gì hết, cục giải ra đi bám những cây số của chứ được hộp cơm hộp nó về thăm lên ăn chút quá. Bây giờ mình phải giả gì cũng thôi. Nhất cười mình đi qua bên đi qua Trung Quốc, đi vô mấy cái chợ bán các con gà, không biết là mấy cái tên điện đồng hồ cũng là cái nhỏ nhưng mà ta nhìn ta biết hết đồng hồ hiệu gì mình biết, ở ngoài mấy chục ngàn ở đây mấy bạn rồi cũng mua. Nhưng mà mình mua về rồi mình biết là cái này sản được, thì mình biết là mình hàng quảng cáo sao? Khi mua là đã chuẩn bị tâm tư rồi. Để chi biết không? Để khi mình phát hiện nó không xài được, không có tiếc. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mỗi người chúng ta lớn lên là chúng ta cứ tự quyết định một cái gánh. Gánh nặng, gánh nhẹ, gánh gì cũng sẽ có. Người thì ba gánh, bốn gánh, năm gánh gì đó. Nhưng mà trong quá trình mình có những cái gánh này, nếu không khéo mình tạo thêm nhiều cái gánh rối rắm. Cho nên Phật dạy cái câu thứ ba là nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Là mình phải biết mọi nhân mọi duyên của cái gánh của mình để mình tùy ứng. Ở một bài kinh khác của Phật dạy, mình sống phải biết pháp và kính trọng pháp và tùy ứng pháp. Các thầy đi độ sạch giáo hóa biết được cái căn tánh của chúng sanh, và biết được căn tánh của chúng sanh cho nên làm sao tùy thuộc căn tánh của chúng sanh. Có một ví dụ này, đây là một cái chuông, và cái chuông này nó cỡ nhẹ thì con bà sẽ đi tìm một cái dùi chuông nào tương đồng để có thể thỉnh được cái chuông. Nhưng nếu mình nó thấy là cái chuông bây giờ tôi cần thỉnh cái chuông, lại lấy cái dùi của cái chuông, hai cái nó hợp đi với nhau.
chỉ cần một quẹt tâm học cái chuông, còn cái chuông nữa dài xuống. Tại vì mình thấy cái cây bự quá cho mình dứt cái chuông này, vì những cái dùi này đây là cái gánh của mình này, và mình bây giờ làm sao sống với cái gánh này. Đây là biết đi một cái cây để tùy gia cái duyên với nó, để nó sao nó phát ra được cái chuông. Còn nếu không thì thấy cái chuông đó lại đây, đấy là cái duyên gắn. Mình vừa đỡ một cái chuông kia đang sinh ra. Có trong cuộc sống này đôi khi mình thấy được không được thì thôi, rồi được sao ba ngày sau kiếm cánh khác. Mình đâu có nhờ ý, mình là chúng sanh, là phàm phu, là mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Trong cái nhân duyên gánh này nó tăng trưởng cái độ tham, nó tăng trưởng cái độ tham ái. Ví dụ như lúc mình mới có con, nó còn nhỏ mình thương, mình thương đứa nhỏ lắm, nhưng mà lúc đó mình thương như là một đứa con nhỏ làm sao hết má đủ đủ tình của mình thôi. Nhưng giờ nó lớn lên, nó giờ nó lớn lên á, bắt đầu nó mập mè, nó nói, nó biết nói cho mình vui, nó biết lẻo đẻo cho mình, thì cái tình thương này tăng lên, đúng không? Tình thương này trời, không biết rồi mà nó lớn lên một chút nữa, nó học giỏi, nó học thông minh, thì tình thương mình lại tăng lên nữa. Gì đứa con cái làm sao ra nó thông minh, nó học giỏi khác. Rồi nếu đứa con đó nó học giỏi, nó thành tài, nó lại có hiếu nữa, thì sao? Bắt đầu tình thương của ái luyến của mình tăng dần lên nữa, với cái tốc độ dễ thương. Đây là cái ái không? Nhưng mà ngược lại, đứa nhỏ này từ nhỏ bắt đầu nó ổn, nó nghịch, nó thế này thế kia, mình cứ đâu bỏ được lắm. Ái thì vẫn còn, nhưng mà pha với cái ái này là buồn, là giận, là trách, đóng hơn, nghiêm, nở hơn, cũng là một cái. Nhưng có những cái gánh cái ái nó tăng, có những cái gánh đó, hỉ nộ đó, pha trộn với nhau, thương ghét hờn giận như chìm sâu trong đó, không bỏ cái gánh này. Đó là nói nhắc con, chồng, vợ, má chồng, má vợ, người thân, cho lúc nó muốn làm thật dễ thương. Hay là mình nói gì là người về làm đó thì cái người kia sẽ khen mình, cho lúc nó nói gì làm cho nó nghiêm mình dễ thương. Tôi tưởng đâu tôi được cái giống họ. Đó là mình nói đây là một những cái ví dụ trong cuộc sống. Mình đi tu cũng vậy, mình đi tu cũng vậy. Nếu như mình đến cái quốc độ đó, chấn trụ đó, mình tạo dựng một đạo tràng để tiếp độ người tín Phật tử một, thì có một vài người nó tới cái điểm như bắt đầu đông đông rồi thì chân trong đạo tràng này bắt đầu nó sẽ có đủ tập tâm người dễ thương, người cảm nhận thương, nhưng mà trong cái chiều sau không bỏ người nào. Nhưng mà đối với mỗi người mình sẽ có một cách ứng phó khác nhau. Vậy thì chúng ta phải biết rằng cái gánh, cái ma gánh và cái nhân duyên gánh, cái này cũng quan trọng. Tại vì bây giờ mình phải dùng chánh niệm tuệ giác của mình để mình tùy thuận và sống với mọi cái gánh. Nó rất thiết thực đó, nó rất thực tế trong cuộc sống đó. Cho nên đơn giản lắm, ngay cả một thầy đi tu, đi tu rồi quý vị đừng tưởng là các thầy muốn gánh chưa. Các thầy cũng vẫn có những cái gánh mà nhỏ chừng gánh còn nặng hơn vậy. Ở nhà mình kiếm cái gánh cái nhà chuyện chữa và trả phục hơn. Mà mỗi một cái chùa này xây, một cái chùa này xây đâu phải nước, đâu phải để. Vì thì cái sự nó nặng nề nó lắm tăng. Vì vừa phải lo chuyện điều hành xây cái ngôi chùa, vừa điều phục những cái tấm chúng sanh trong cái căn chùa, đâu phải đơn giản. Vì vậy nếu người đó không có đủ năng lực để nhân duyên gánh thì dễ bị sao? Bị buông trôi và thả gánh nữa. Nhưng cuối cùng
dù là một gánh, mang gánh hay nhân viên gánh, em nghĩ chúng ta cần nhớ rằng là hết sức của mình đến nào đủ nhân viên muôn thả không chính mắt không khổ nào. Ví dụ như bây giờ thầy bị trị ra để xây đường này sao không chuyện rồi bao nhiêu công trình thể làm ra nhưng thầy không chính mắt. Nếu vô thường đến thầy cũng đi bình an mà thầy không thấy cái này tiến hóa của con thì cái này mình không biết chính mắt. Mình cũng vậy, mình có cái thân này lớn lên cha mẹ vừa sinh ra cha mẹ làm cái giấy khai sinh cho mình, tự là mình sống bằng cái giấy khai sinh bằng cái tên tuổi cha mẹ đặt rồi tự mình đi tìm một hai cái gánh riêng cho mình rồi mình bắt đầu tự mình phải phóng dụng trí tuệ của mình na những cái gánh của mình để gồng những cái gánh của mình cho mình gồng gánh gồng cái sức mình lên để gánh những cái gánh mình tạo. Vì thì có gánh cũ có gánh mới, gánh của mình là gánh cũ, còn gánh mới là mình tạo. Rồi trong khi mình có gánh mới này á, lâu ngày nó cũ rồi mình thấy mình tìm nhiều cái gánh nữa. Có nhiều người còn gánh gánh xung quanh, gánh tiền hạt sơ, nhiều thứ lắm chúng ta đơn giản. Nhưng mà làm thì làm, trong lòng mình nhận biết tất cả các pháp là vô thường, tất cả các pháp là vô thường. Cái gì nó có mặt bằng hình tướng thủy chung nó là tạo đó. Thân này nếu nó thật sự không giả thì nó đâu có thay đổi đâu. Mắt mình bây giờ nó còn mờ hơn chút, chân mình bây giờ yếu hơn ngày xưa. Hồi đó mình lên cái núi chùa từ hôm nay đơn giản có mấy chút xíu mà mình lên tới rồi. Lên tới là chạy vòng vòng chụp lịch và lên tới ngồi thở người cũng sao có đủ sức chịu được. Chờ xong rồi canh giờ đi xuống con phải xuống con ấy trễ. Cái gánh này cái thân tứ đại này đã đến lúc năm sau nó mòn mỏi cái tâm thái. Đây cũng là một cái cách đây một tuần ông bà có khai thị cho một sư cô bán thế xuất gia. Cô dự chùa đi dự pháp môn thì vừa tới nơi thì cô bị tai biến. Bị tai biến thì không qua được. Lúc ông bà ở Toronto thì các vị báo cho biết là sư cô chắc không sao. Và cô cứ nằm hoài, cô cứ hết hoài chắc nhờ thầy cho cô bay. Thì có bà hai thì con về phê tham hai thì sư cô là một người xuất gia. Người đời chúng ta sinh ra thủy chung chúng ta vẫn biết một điều rất cơ bản là cõi đời là cõi mạng, không cần tu không tu gì đó. Cái điều cơ bản chúng ta biết trong đầu mình là đời là cõi mạng. Rồi lớn lên sư cô học cho nên cô nhận thức cái chân thật của cõi mạng, cho nên dám bỏ cái thân đời sống thường ngày của mình để làm người xuất gia. Thế thì bây giờ cái tuệ giác của sư cô phải mạnh hơn, phải sáng hơn và phải nhận biết rằng thân này là mạnh. Giờ phút này là giờ phút sư cô phải chứng được cái đạo lý của cõi tạm chứ không có phải văn tự. Sư cô làm trò bổn phận của một người con đối với cha mẹ, làm trò bổn phận của một người bạn đời đối với người phó tử, rồi đối với trọn vẹn với người con của mình. Bây giờ phủi hết tất cả để làm người xuất gia thì đây là giờ phút bổn phận của sư cô phải làm, đó là buông xả toàn bộ. Vì tất cả các pháp kia cô đã bỏ, cái pháp làm vợ không có với mình nữa, pháp làm mẹ cũng còn nữa. Bây giờ pháp của mình là pháp của một người xuất gia. Và người xuất gia là phải chứng nhận cái chân lý diệu màu là các pháp tạo. Khai thị buổi khuya tiền bài là sáng của mong. Thì ở đây nếu không là chỉ nhắc Đức Phật dạy cái bài kinh này, chúng ta không có hiểu lầm cái ý của Phật.
là uốn gắn, nghĩa là chúng ta thả trôi trên người. Mà nếu tới lúc nào uốn được cái nào, không còn phải khổ lụy nữa, chúng ta nhẹ. Cũng giống như nếu mình cầm trong cái túi của mình một cái củ khoai mà nó hư rồi thì sẵn sàng một răng bỏ cái củ khoai đó mà không một chút luôn đi. Thì trong cuộc đời này có những cái chúng ta vẫn phải gắn tay biết chút. Mình có mặt trong cuộc đời này mình gắn như nãy giờ mình học đó. Mình sắp ra là mình gắn một cái thân thể của tứ thân ngũ uẩn này. Rồi bên cạnh đó mình lại thêm gắn nữa là cha mẹ làm cho mình lấy giấy khai sinh và mình dính vào cái tên. Ai gọi tên khác là mình tự liền. Còn thậm chí mình sợ uống vào bút tên mình phải ghi cho đủ. Như vậy rõ ràng mình dính vào cái tên thì cái gì rồi chưa có cái tuổi đi vượt biên qua đây khai xuồng khai người khai tám gì đó, thường thường mấy cái đám tang phải nghĩ vụ này. Hoặc là đi coi ngày đám cưới bắt đầu phải khai cuộc khởi con sinh năm đó thế này thế kia, tại vì lúc nào nói như vậy không có phải là sai lỗi gì, nhưng mà ở đây mình muốn nói cái chỗ mà chúng ta dính. Thậm chí ngày sau lúc bình thường mình say giả, nhưng mà gặp một cái sự cố nào mà mình rất là sợ xài ở đúng tuổi thân. Như vậy chúng ta cũng được. Bây giờ nói thật là xài đúng tên hay xài tên giả, tuổi giả, tuổi thật gì cũng chết hết. Cũng vô thường cũng biết đó. Giờ một dạng mình gắn, mang gắn và nhân duyên gắn. Và cái nhân duyên gắn này là cái chỗ đó, là chúng ta phải hiểu. Có những lúc chúng ta đang dần một cái đóng chìm rồi. Ví dụ như mình gặp một cái người đó mà, nhưng mà cái tình cảm của mình với người đó quá thì cái tình yêu ngay cái ngày đầu và cái thời gian dài nó sẽ tăng lên, cái ái của mình nó chín chắn lên vì cái sự gắn bó. Như nãy mình nói một ví dụ như một đứa con, rồi ngược lại đứa con đó mà nó không dễ thương với mình thì bắt đầu mình vừa buồn phiền nó, khổ vì nó, nhưng trong chiều sâu không bỏ được. Thì bây giờ là hỷ nộ ái ố của tất tình của thế gian cứ trốn rồi, nhưng mà vẫn là một cái nhân duyên khổ vui mà nó trà rồi mình đi hết. Quý vị nghĩ coi, mở ra một cơ sở làm ăn bán đất bán cái gì đó dẫn cái em đến khi nào hết nổi rồi thì chừng đó phải buông khai gây bất xí hoặc là bỏ ra khỏi cái nhà hàng tàn mất hết tất cả. Nhưng mà nó cũng nghĩa là mình bỏ liền tại chỗ, cũng đeo đủ một thời gian đến lúc nào mình kiên quệ hết rồi. Nhưng mà đó là mình nói về cái nhà hàng. Chứ vợ chồng con, nhất là con bỏ. Ngày hôm qua có mấy vị gửi cha lại với con khác, rồi hôm qua mới nói may phước á là mình gặp cha mẹ khó dễ của mình, nhưng bù lại mình được một người chồng, một người vợ thông cảm. Không bằng hết sao cô còn thấy cái này là cái may mắn chứ. Mình chỉ bị có một bên thôi, là cha mẹ mà mình làm con thì không cảm ơn thì thôi, mình phải sống với chút tiền xuống này. Nhưng mình may mắn là người phối hợp của mình là rất thông cảm cho mình. Bây giờ đã có cái trường hợp thứ hai là ổng không phải là người thông cảm, ổng là người trách móc. Cô là người đứng giữa này, về bên này thì bị chồng, về bên đây thì bị cha mẹ, bên này là một khổ. Hai cái gánh nó lại giống nhau. Còn bên này nở cái này đầu làm đầu nhẹ. Thì Pháp Hòa nói như vậy để chúng hiểu được cái chữ nhân duy gánh. Có những bước trong cuộc sống của mình gánh cái này thuận theo, đi lên. Nhân duy nào mình thuận đến nhân duy. Và quan trọng là mình có sự tu tập. Nếu mà nó học bài thứ này thì mình sẽ buồn trách đời mình cả. Hôm qua có hai chị lên đứng lớp đó để gặp ông bà và bố ta. Ủa anh chị mới đến lễ Phật hả? Dạ, con mới đến đây, con đang đi kiếm chỗ vô đây, đây đến điện phủ lễ Phật.
thì gặp với đứa nhỏ. Đứa nhỏ mà nó bị tan động, nó không ngồi yên, nó phá nhìn vợ chồng nét rất là buồn. Con hỏi chứ anh chị có, mình biết cái này cái bệnh, nhưng mà anh chị hàng ngày có đi lễ Phật được thì dạ có, tối nào cũng chuẩn bị biết con năm xin nước chúng con năm trên sáng chúng thôi lấy cái phòng ra. Con là chỉ cho cái bài sám hối bấm vô 36 35 vị Phật ngắn ngắn thôi, thời gian này mỗi tối lại 35 vị này cho con nghiệp. Con là nó nói nếu có nghiệp không phải anh chị mà đứa nhỏ, nghiệp là nghiệp của nó, còn anh chị không có nghiệp, anh chị là cái nguyện đời trước anh chị có thể phát nguyện cứu giúp một đứa nhỏ. Cho nên ráng nuôi nó, giải vì cho nuôi nó vô ná một việc lên thêm cái gia tăng vào cái sự sám hối và nguyện để giảm cái phần nghiệp thức. Còn cái nghiệp thân của nó là nó phải tăng động, nó thế này thế kia, nhưng mà cái nghiệp thức nó nặng lắm, cho nên sám hối để giảm cái nghiệp thức. Có nhiều khi con người mình sống trong lòng của mình phiền não nhiều lắm, đó là nghiệp thức. Và chính cái chỗ đó mới đưa mình đi hồi sinh. Ở ngoài nhìn thì có vẻ vui vẻ hồn nhiên, nhưng mà đâu có ai biết trong lòng mình hờn giận đủ người này người kia, trách móc thế này thế nọ, sống bằng cái nhận thức và nghiệp lực thôi em. Cho nên anh chị cho tôi đúng là nhân duyên tự nhiên được con đến đây ngay từ lúc gặp quốc thầy quốc thầy tiếp xúc chị có 10 phút thôi không lắm, không phải chị đó xong. Tại vì người ta đã có thời gian nhiều, một đứa nhỏ gì cần, bây giờ mình đưa cũng sắp nói dài quá sao mà không chỉ cho người ta mỗi đêm lại 35 vị Phật. Đó là cái bản kinh trong kinh Tổ Tích, 35 vị đó là ở trong cái quyển Hồng Danh Tổ Sáng. Tại vì khi mà soạn cái bản văn sám hối là ngài Túc Tạng Pháp Sư dựa theo hai quyển sám hối, 35 vị cuối cùng là trích từ trong kinh Đại Bảo Thức, từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến pháp giới tàng thân là chung cuối cùng được thêm, được thêm Phật Thánh Bổ Kỳ. Nhưng bây giờ nói nhà đọc xong rồi chỉ thẳng con xin đại về cho con đúng không, nguyện cho con chúng con tiêu trừ những việc chứng bệnh rồi gì đó mình nói đi. Thật ra mỗi ngày nó là giây phút gì, giây phút để anh chị định cái tâm, hướng cái tâm về thực hiện cái giải nghiệp. Đó là hình thức giúp cho người ta an tịnh trong một khoảng thời gian mỗi ngày để chuyển cái tâm thức, không thôi là trách móc. Tôi sang vợ chồng tôi sống đâu có ăn ở xấu ác thế ác, nhiều khi đó trong cuộc sống mình gặp mình hay than vậy. Tôi nghĩ là tôi thấy tôi đâu có, tôi đâu có xấu ác mà tại sao tôi gặp như vậy. Nếu mình cứ như vậy hoài thì tâm trí mình nó trùng sẽ. Bây giờ hướng là đây không phải là nghiệp mà là nguyện, nghĩ có tính được cái gì. Cho nên ví dụ một vị thầy trụ trì mà gặp chúng sanh một cách đường, đó là nghiệp của thầy, nguyện của thầy. Tại vì thấy nguyện thấy về cái quốc độ đó, thầy ở đó thì thầy phải gặp những đối tượng thầy. Mà nếu mà thầy thấy là cái nghiệp của thầy thì thầy không tâm đạo được. Còn thầy thấy thầy là cái nguyện của thầy, cho nên người nào khó thầy cũng phải đến, dở thầy cũng phải theo. Vì thầy biết được cái thứ ba là gì, cái gì gắn nhân duyên gắn. Còn khi nào giữa mình với người đó thật sự thất duyên, một là mình đi, hai là người đó đi, thì chừng đó mình biết viên mãn cái gánh của mình, thì gọi là gì, buông cái gánh. Cho nên có một câu hỏi Phật trời giác là có ba cái: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy thì tại sao các vị Bồ Tát không có được giác hạnh viên mãn? Tại vì các ngài phát cái nguyện là tự giác và giác tha. Thế mà các ngài mà đến cái chỗ giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Nhưng các ngài không thọ nhận cái chỗ giác hạnh viên mãn, và các ngài chỉ nhận cái chỗ gì? Tự giác và giác tha. Cũng giống như mình đã thôi, tôi còn sức khỏe,
tôi còn làm được ngày nào tôi làm ngày đó. Còn nếu một ngày nào mình mở mình tuyên bố tức mình mở và tôi xin nghỉ thì đó mình nên còn nghỉ khẩu xuống bếp nữa, không lấy nhà làm cái hay gì nữa, tại vì đến đó là mình viên mãn. Như một Bồ Tát thì không có giác thành viên mãn, vì cái hạnh nguyên của các ngài là phải tự giác và phải giác thành nguyên hiểu được cho đó. Cho nên hôm nay buổi sáng này Phong và trích một bài kinh, và bài kinh này Đức Phật nói mấy việc đó. Thứ nhất là gánh, thứ hai là mang gánh, thứ ba là nhân duyên gánh, thứ tư là buông gánh. Hồi sáng giờ em gánh, em mang gánh, em nhân duyên gánh, tới giờ em phải buông gánh.